Dạ, la lớn kìa. Quý vị biết sở dĩ mà Thùy Vân sexy như vậy là để Thùy Vân phải chặt chém lại cái chương trình sau. Đó là cái phần mà anh mong đợi đó. Phần gì Khánh Hoàng mong đợi quý vị? Ai bikini à? Vâng quý vị. Wow, thi này là... Tự nhiên thấy cái tự nhiên mặt sáng rỡ rồi quý vị. Không phải, trời, đang kiếm nắp kinh đó, chuẩn bị chùi nước miếng. Và kính quý vị, bây giờ chúng ta hãy một lần nữa hướng về sân khấu và cùng chào đón tất cả 40 thí sinh của chúng ta trong phần thi trang phục bikini. Đầu tiên xin quý vị cùng chào đón thí sinh mang số 1 James Watt đến từ tiểu bang Ohio, năm nay 32 tuổi. Và tiếp theo là thí sinh Anna Mỹ Linh mang số 15 đến từ tiểu bang Texas, năm nay cô 16 tuổi. Xin quý vị cùng chào đón số 2 Chris Kiều, 23 tuổi đến từ California. Và số 18 Hà My Nguyễn, 24 tuổi cũng đến từ California. Tiếp theo xin quý vị cùng cổ vũ cho thí sinh mang số 3 Michael Bằng đến từ tiểu bang California, năm nay 32 tuổi. Và thí sinh mang số 17 cô Alpha Star cũng đến từ California, năm nay 24 tuổi. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón số báo danh số 4 Randy Quý Võ 30 tuổi đến từ Oregon. Và số 20, Diane Lee, 24 tuổi, đến từ California. Và thí sinh mang số 5, xin quý vị cùng chào đón thí sinh Quang Vũ, đến từ tiểu bang Utah, năm nay 34 tuổi. Và thí sinh Jenny Ngô, đến từ tiểu bang Florida, năm nay 21 tuổi. Một tràng vỗ tay cho số báo danh số 6 Sam Bành Bùi, 28 tuổi đến từ California. Và số 22 Vi Nguyễn, 18 tuổi đến từ Texas. Và thí sinh mang số 7, Cisacao Cipriano đến từ tiểu bang New York, năm nay 37 tuổi. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón số báo danh số 8, George Necker Nguyễn, 27 tuổi đến từ California. Và một thí sinh đến từ quốc gia xa xôi, đó là Singapore, thí sinh mang số 9, anh Kevin Liu, năm nay 21 tuổi. Xin quý vị cùng chào đón số 23, Thị Lý, 28 tuổi, đến từ Arizona. Tiếp theo là thí sinh mang số 10, Alberto La từ California. Xin quý vị cùng chào đón số 11 Kenny Nguyễn, 32 tuổi đến từ California. Và số 25 Crystal Lee, 21 tuổi đến từ Florida. Tùng Nghiêm, 21 tuổi đến từ Ohio. Và 26 Amy Trần đến từ California. Một tràng vỗ tay để chào đón số báo danh 13 Sammy Cantu, 23 tuổi đến từ California. Và số 14 Thomas Joe, 23 tuổi đến từ New York. Hot boy.
Một lần nữa xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các thí sinh Nam Vương, Hoa hậu thiếu nữ, phụ nữ, người Việt thế giới 2017.